À, xin chào mọi người, quay trở lại với kênh Tính Nông Cơ. Ngày hôm nay em giới thiệu một con máy này rất là xịn, chú con luôn nha, cực kỳ VIP luôn. 34 ly bình xăng 2 kim Wabro, đây bình xăng 2 kim Wabro nha, đây có chữ Wabro trên đây luôn nha quý con. Đó, đầy đủ tem, mã số series lên đây luôn nha này ha. Đây made in Japan nè ha, made in Japan, mã số series đây đó, là bình xăng 2 kim rất là xịn nha. Con này còn rất là sáng quý con, đây nó xài chụp giật trợ lực nữa. Còn bình xăng dưới đây còn máy tinh luôn nè. Đó, giá con này chỉ có 1.950.000 thôi, bao ship tận nhà. Rồi mình được kiểm tra hàng, giật nổ rồi thanh toán tiền shipper, tặng rất là nhiều đồ quý con ha. Nếu quý con mình không thích lưỡi cắt tròn hợp kim, sẽ đổi cho cái lưỡi dài. Đó, mình là dây đeo nè, đồ mở bugi nè, cái bugi mới nè, bắt cước dây nè, lưỡi cắt hợp kim ha. Quý con không lấy lưỡi tròn em sẽ đổi lưỡi dài của quý con. Giờ em sẽ giật nổ cho quý con xem nha. Xem cái tiếng nổ nó cái tiếng nó mạnh như thế nào. Chụp giật trợ lực thì rất là nhẹ. Cô chú lớn tuổi và các chị em phụ nữ á, thì mình đều có thể là sử dụng cái con máy này. Rồi, hàng bãi Nhật thì 2 kim, phun xăng rất là ngon, tiết kiệm xăng và độ bền cao nữa. Lên ga thử xem nè. Chỉ có 1.950.000 thôi, được bao ship tận nhà, được kiểm tra hàng, giật nổ, cắt thử, tặng rất là nhiều đồ, không cần nhận cọc gì hết. Rồi quý bà con, mình thích con này cứ liên hệ em nha, 34 ly, con này là siêu mạnh luôn. À, mình cắt cước, cắt dây, cắt dao gì cũng được ha. Rồi, con này quá VIP, quý con mình chốt liên hệ bên em, cảm ơn quý con nhiều.